Hello mọi người. Ok, nhà này là nhà ở Sacramento ha, ở El Grove. Cái nhà này là 2.500 square feet. Nhà mới nha mọi người, nó đang build nè. Thấy không, nó đang build ở ngoài đó đó. Em nguyên một dãy nó sắp sửa nó build nữa nè. Giờ mình vào coi thử cái nhà này nha. Cái nhà model đó là 2502 mọi người ha. Giờ nó vào nhà nè. Đó. Vào nhà. Thì vào nhà thì nó có một cái restroom right ngay cái cửa nè. Ok, cái restroom đó nè. Bên này thì nó có một cái phòng ngủ. Thấy không? Ngủ này chắc kêu cho con nít quá. Nó có closet luôn. Nó có closet luôn ha. Thì đây là một phòng ngủ nè. Bên cạnh nó là cái phòng ngủ thứ hai. Đó. Cái này là phòng ngủ thứ hai của nhà 2507, nghĩa là 2507 square feet á mọi người. Ok. Thì bây giờ mình vào đây. Vào đây á là cái phòng ăn của nó nè. Ok, cái này cái islands. Ok. Đây là cái nhà này ha. Cái phố sure của nó nè. Ok thì ok thì nó có trên lầu, nó có lầu mà chuỗi phòng ngủ nó nằm ở dưới không à, mày thấy không? Ok, thấy rõ không? Ok. Đây là cái bếp của nó nè. Đó, mình đứng ở ngoài mình vô. Thì cái này là cái phòng khách. Cái này là cái phòng ăn. Cái này là một cái phòng ngủ nữa ha. Này chắc cái master quá. Dạ yeah, đúng rồi, cái này cái master đó mọi người. Cái này là mình nói lại nha, 2.500 square feet. Đó, cái này là bắt đầu mình vô từ phòng, từ cái phòng ngủ gì phải không? Mình vào. Cái này là cái nhà tắm. Rồi là cái master bedroom á, thì trong này nó có cái toilet ha. Cái này nó có một cái tắm đứng. Cái tắm đứng. Đây thì là nó có hai cái sinh.
Cái này là cái walk in closet. Oh my god, cái phòng này á, nằm ngủ trong phòng này cũng được luôn á mọi người, bự lắm. Cái walk in closet mà nó bự như một cái phòng ngủ vậy đó. Mình đứng góc này mình quay nè, rồi mình đi qua góc này mình quay lại nè, nó giống như một cái phòng ngủ, cái closet của nó vậy đó. Ok, thì từ cái closet mình đi ra cái phòng ngủ thì cái này thì cho vợ chồng rồi đó mọi người. Vợ chồng ở cái nhà này 2.500 square feet thì cũng được. Cái này là cái phòng ngủ có master đó, nó gọi là có master bedroom đó. Ok, thì từ cái phòng ngủ mình đi ra nè. Đó, đi ra đây là cái phòng ăn nè, đây mọi người thấy không? Cái phòng ăn. Cái này cái phòng khách. Ok. Cái này cái bát da của nó, thật sự cái bát da này là của cái model home nha mọi người, không phải cái bát da của mình đâu. Mình mua thì là mình nó chỉ là một miếng đất thôi. Okay. Cái này là cái bát da của nó nè. Ok, thì từ bát da mình đi vào. Đó, vào thì lại nhà. Okay. Cái builder này thì nó có tủ lạnh, máy giặt, máy sấy rồi cho mình hết mọi người. Ok, nó có tủ lạnh. Ở đây. Đây, đây là đường ra gara ha. Ok. Cái này á, là phòng phòng giặt đồ á mọi người. Ok, phòng laundry đó nha, đặt đàn lên đi bà, đó nó đặt đàn lên cho mình đó. Này đây là cái máy giặt máy sấy nè, mà nó có sẵn ngay mấy cái cho mình đó. Bự lắm mọi người. Cái này cái laundry room ha, thì từ cái laundry room mình sẽ nhìn qua được cái phòng phòng này là phòng khách ha. Vào phải á, ok, vào phải là cái phòng nấu ăn. Cái sink nó cũng đẹp nữa mọi người. Cái sink nó bây giờ nó làm một cái sink thôi, không làm hai hai cái sink giống như hồi xưa nữa. Mấy cái trước nó hồi làm hai cái sink, giờ nó làm cái sink cũng đẹp ghê chưa. Ok, cái này là cái sink nè. Cái này là cái nhà bếp, bếp nè. Ok. Này đó là mình đứng rồi nhìn ra cái cửa chính nè mọi người. Ok. Thì bây giờ mình mấy cái phòng cái nhà này đó 2501 đó, 2500 đó thì là nó mấy cái phòng ngủ nó nằm ở dưới không. Bây giờ mình lên lầu ha. Thì cái lầu này đó nó chỉ là cái loft để cho giống như cho những cái tía đường rồi đó mọi người. Đó, cái loft size nó không có phòng ngủ thế này mọi người nha. Cái loft để mình enjoy ở trên này, ví dụ như là khách bạn bè lên đây ngồi uống bia uống rượu gì đó. Ok, thì nó cũng có một cái restroom nữa. Nó có restroom, nó cũng có closet luôn. Nó cũng có phòng tắm luôn đó nha, đầy đủ hết. Thì đó, đó là một cái nhà 2 năm 2.500 square feet. Nó bán cỡ khoảng 400 mấy chục ngàn mọi người. Thì mình bỏ sẽ bỏ cái link ở dưới đó, mình bỏ cái link ở dưới đó biết không? Để biết là cái số tiền nha.
số tiền của nhà này. À, hôm nay là 2019 mọi người nha, tháng 10 2019 thì cái giá nhà nó cỡ 400 mấy, thì mình sẽ để cái số tiền ở dưới ngay cái link ở ở dưới cái description á, cho mọi người biết là cái nhà này bao nhiêu tiền. Mà kia nó còn đang xây nè mọi người, không, ở trong này nó chắc không thấy đâu. Đó, thấy không? Nó còn đang xây ha. Ok, thì bây giờ mình đi xuống lầu. Thì cái nhà này nhìn như vậy, có model là 2.500 square feet nha mọi người. Residential 2.500 square feet. Có gì thì liên hệ với mình. Ok, vậy thôi nha. Bye, bây giờ vậy làm mình cái nhà này. Đó, bây giờ mình ra cửa. Nè, 2.500 square feet cái nhà này. Nhà lầu nhưng mà nó giống như nhà trệt đó mọi người. Ok, bye nha.